ba lỗ quần đùi chơi thêm quả tóc vuốt phải làm được một sữa không thật còn nó lại khóc suốt dăm ba cái stream cứ đêm là vào làm ngồi cho lồng kính chạy cắt gì đồ bảo tàng chuyên gia tư vấn tâm lý cho thật đông các cháu cái nhiều trẻ con Lương Văn Can ngày 1/6 em nào còn bé quá giờ mai đi học ngủ nhanh còn các em còn lại hãy về với tộc của anh làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ cây quỳ phong là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ cây quỳ phong là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây độ tộc độ tộc mới về với tộc của anh mới về với tộc của anh độ tộc thì đấy thích thì theo tôi về nguyên cả bộ tộc anh em thích không lớn tôi thề muộn thì ngồi nghe ra mặt chuyện của mấy ông già chơi ở ao làng ăn đặc sản là khô gà còn nếu đã không thích thì đừng qua thăm đây đừng để tôi mà ngứa mắt lại khóa môn 300 giây nói thế này thì nó lại bị hợp lý là hổ báo có to đến đâu cũng phải đưa sói vé tí làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ cây người phân là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây làng này là căng đét là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ canh vẫn là biệt đội cần hết cả đối thủ vành đội độ tộc mới về với tộc của anh mới về với tộc của anh độ tộc mới về với tộc của anh mới về với tộc của anh làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ canh vẫn là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ canh vẫn là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây độ Yo, xin chào cả lò nhà mình. Chúc các bạn tối thứ năm vui vẻ. Ê, làm sao bị lệch cái màn hình nhỉ? Cảm ơn Uy nhá, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn donate nhưng mà không đặt tên nhá. Đặt cái tên đi bạn đây. Rồi chào các bạn nhá. Có tin vui gì á? Đéo có tin vui gì cả. Câu chuyện nó vẫn thế. Đéo thấy bọn sờ team nó trả lời. Tôi gửi tích kít được 8 tiếng rồi. Nhưng mà gửi được là tốt rồi. Với cả theo như thông tin mà tôi nhận được từ các bạn Cheddar tay to thì các bạn bảo là nick đấy của tôi bị ban rồi. Bị ban là một tín hiệu tốt. Nó khóa vào cái thì nó sẽ không làm gì được cả. Sau đấy là đến giai đoạn là tôi với cả bên đấy sẽ tranh chấp với nhau. Còn tranh chấp thì nếu như mà bên Steam họ trả lời ticket của tôi thì thoải mái. Cảm ơn siêu nha các bạn nhiều. Tôi đủ hết tất cả thông tin rồi các bạn. Hôm nay tôi già lại hết tất cả. Tôi còn phải chạy ra cả ngân hàng để tôi xem lại xem cái số tài khoản cũ ngày xưa tôi là gì. Các bạn mẹ ngày xưa nó liên quan đến cái tài khoản ngân hàng tôi buồn cười vãi cứt. Cái hồi tôi vay cái nhà để tôi mua cái nhà này các bạn biết rồi đúng không? Tôi vay 3 tỏi để tôi lấy cái nhà này này, cái nhà tôi đang ở này. Thì sau khi vay xong cái ngân hàng lại bảo tôi là anh ơi, anh vay nhiều như thế, anh xứng đáng có một cái thẻ đen anh ạ. Vì anh là một trong những khách hàng nợ nhiều vãi cứt. Cảm ơn Trung Anh nhá. Thì tôi nghĩ đơn giản. Mẹ có cái thẻ đen thì đến lúc đi thanh toán thì trông nó cũng quách hơn, thể hiện mình là người có tiền, đúng không? Tôi đồng ý luôn. Thế là tôi nhập cái thẻ đấy vào Steam. May là cũng nhờ cái vụ đấy, không tôi đéo nhớ được cái thẻ đâu. Tôi nhập vào trong Steam xong rồi tôi nạp được khá nhiều. Tại vì các bạn nhớ ngày xưa khi mà tôi mở hòm ấy, tôi có phải là tôi bán giao như bây giờ, tôi toàn nạp thẳng mẹ vào luôn, không phải nạp qua VTC Pay, mà tôi add thẳng cái credit card của tôi vào. Thế là sau cái đợt đấy xong,
2 năm sau là từ năm 2020 tôi bắt đầu vay tiền, đến năm 2022 là tôi giả nợ xong cái nhà này, mất 2 năm. 2 năm chạy vậy vay mượn khắp nơi, tôi giả xong cái nhà này cái xong rồi bên ngân hàng lại bảo anh ơi, tài khoản anh không có một đồng nào cả, thế này thì bọn em khó duy trì cái thẻ đen này cho anh đấy. Mà thế thôi, không duy trì được thì bây giờ hủy. Hủy đi, anh phải mang cái thẻ đấy ra giả lại bọn em. Thế là tôi lại đóng hộp vào, tôi lại mang đi tôi giả. Nhưng mà thành ra thì nó cũng là một cái để mình nhớ được. Hôm nay tôi vừa mới ra ngân hàng, tôi hỏi lại xem là năm 2020 tôi lấy cái thẻ đấy là thẻ gì, thẻ rồng. Người ta gọi là thẻ rồng, vãi cả cứt ạ. Thế là tôi lấy lại được cái số. Từ cái số đấy tôi search lại cái lịch sử ngày xưa tôi nạp vào Steam. Ui, nạp nhiều vãi cả cứt. Nạp vãi đái luôn. Thế là tôi có số. Cộng với cả tất cả những cái thông tin mà tôi mua code ở trên device, xong rồi là số điện thoại, email rồi các thứ, thì tôi nghĩ là thông tin thì mẹ tôi lè gít mẹ cứt. Có bài cuối là nếu như người ta đéo công nhận nữa thì chắc là tôi bảo là đấy, mẹ mà tao là streamer, tao gửi kênh cho mày xem, trong quá trình 7 năm mẹ mà tao làm nghề, lúc đéo là tao cũng dùng cái tài khoản này, tao nạp vào đấy bao nhiêu tiền mẹ, rồi tao chính chủ mẹ luôn. Chúng mày đéo tin nữa thì chịu, bó tay. Hôm qua khi mà off stream xong tôi cũng ngồi tôi tính rồi. Nhưng mà tôi cứ ngồi đấy, mặc dù tôi đã làm hết tất cả mọi cách rồi, tôi mà không làm gì được nữa mà cái nick này vẫn mất thì số của tôi lại như thế mẹ rồi. Mất thì thôi, mà đéo ở đâu, tiền đi sao trả tiếc các bạn. Cái nick của tôi nhá, nếu như mà chỉ tính riêng đồ CSGO ấy, nó phải rơi đến đâu đấy khoảng tỷ 2, tỷ 3. Tôi không nhớ, tại lâu rồi tôi cũng không kiểm tra lại đồ. Nhưng mà tại tôi cứ vứt để đấy, giá nó tụt hay là tăng thì tôi kệ mẹ nhà nó. Tại vì tôi nghĩ là một con game mà đã gắn bó với mình từ cái hồi mà mình còn sinh viên cho đến tận bây giờ. Tôi bảo các bạn nhiều lần là tôi bán đồ đi, tôi có bán đâu, tôi vẫn cứ để ở đấy để tôi chơi. Mặc dù bây giờ mọi người không chơi nữa rồi, mặc dù CSGO bây giờ trong team anh em chuyển mẽ sang game khác, nhưng mà tôi vẫn cứ để ở đấy, tôi cũng chả muốn bán, kệ mẹ nó. Coi như là đồ kỷ niệm. Đấy là đồ riêng về CSGO. Còn riêng về... Ôi có một huy chương nha các bạn nhỉ. Còn riêng về cái số tiền mà tôi đã bỏ ra mua game, hay là cái số tiền mà tôi đã nạp vào để mở hòm, thì các bạn theo dõi tôi 6-7 năm nay rồi thì các bạn biết đấy. Đấy, chỉ mỗi một cái tài khoản đấy thôi, bao nhiêu tiền trong đấy để mà nuôi được cái tài khoản đấy, để mà sưu tầm được tất cả những cái con game, để mà gắn bó với nó, thì nó là một thứ liên quan đến tinh thần nhiều hơn là liên quan đến vật chất. Cảm ơn Tùng và Bách Khoa nha các bạn nhiều. Nhưng mà nếu như mà một ngày nào đấy mình với nó phải chia tay thì thôi, tôi chấp nhận, chả làm sao cả. Mất thì thôi, tôi làm lại một cái định mới. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì nếu như mà tôi cứ loanh quanh với cả cái việc này, nếu như mà tôi cứ ủ rũ, tôi buồn giàu thì nó đéo giải quyết được cái việc gì cả. Cái nghề chính của tôi vẫn là nghề live stream mà. Tôi nghĩ nhiều làm đéo gì. Bây giờ tôi cứ xác định luôn là tôi mất mẹ đi, sau đấy tôi còn tập trung vào tôi làm việc khác. Cảm ơn Jacob nha các bạn nhiều. Cảm ơn Chi Dũng nha các bạn nhiều. Thì thế, thông tin là tôi gửi ticket xong hết rồi. Bây giờ tôi đợi bên kia trả lời thôi, có thông tin gì mới tôi sẽ update cho các bạn. Nhưng mà khó cái là ngày mai tôi đi Thái Lan. Nên là 3 ngày tôi sẽ không gặp các bạn. Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc tối thứ 2 của tuần sau là ngày mùng 8. Thì tối hôm đấy có thông tin gì mới tôi update cho các bạn sau, thì nó sẽ hợp lý hơn. Ui, chiều nay mẹ tôi ngồi xong rồi tôi cũng đéo biết làm gì cả. Tại vì mất cái nick các bạn mẹ. Dù mình chơi những game khác nó đéo thuộc trên Steam thì tâm lý mình cũng đang là thì mẹ mình bị mất cái mic, mình đéo thể ngồi chơi được. Đéo thoải mái. Thì tôi bảo mẹ em thích ngồi đây làm đéo gì nhỉ, vừa tốn điện máy tính vừa tốn điện điều hòa. Tôi tắt con mẹ hết đi, tôi đi ra phòng tập tôi đẩy tạ cho nó thích. Các bạn mới donate nha các bạn nhiều. Ra đẩy tạ tí, đẩy tạ tí xong rồi lại mò về tắm rửa gì đấy, chơi với cả con cái tí xong hết ngày. Mai đi công tác, tập trung vào xong cái vụ đi công tác này đã, xong rồi về mẹ em tính tiếp. Ui bạn ơi, mẹ mày nói là kỷ niệm bạn ạ. Nhiều kỷ niệm dã man luôn. Holy fuck. Nói chứ, cảm ơn Tường Anh nha. Bỏ qua vấn đề kinh tế nha. Nếu như các bạn là một thằng game thủ, các bạn chơi game ấy, Steam nó làm cái gì đấy, mẹ nó gắn bó với cả mấy thằng chơi game mẹ nó rồi. Bao nhiêu năm liền, ngày xưa, uầy, tự nhiên tôi hôm nay tôi ngồi nghĩ tôi nghiệm ra. Cuộc đời tôi... Đúng là ngày xưa tôi có nói với cả bạn bè tôi hay là anh em chơi tôi bảo là đến lúc mà vợ bầu có thai sắp sinh con ấy là năm đấy kiểu đéo gì nó cũng phải có một cái đéo gì đấy, nó vật vờ, nó khó khăn lắm. Năm 2016 khi mà vợ tôi bầu thằng Tùng, hồi đấy vợ chồng tôi khổ như chó. Tháng 3 năm 2016 là cái thời điểm Steam ban cái nick Missy ở tôi.
cái nick chết đờ tôi, mà cái nick đấy là tôi lập từ hồi tôi còn sinh viên. Năm bao nhiêu tôi đéo nhớ, hình như nếu như tôi nhớ không nhầm thì nó tôi lập từ năm 2008 cái nick Steam đấy. Đợt đấy là đợt mọi thứ đang rất chi là ok, xong rồi vợ tôi có bầu, thế là tôi nghỉ làm, tôi tự nhiên thành người thất nghiệp, xong rồi tôi ở nhà tôi chết đồ. Sau quả chết đồ đấy tôi bị ban hết tất cả những tài khoản của tôi. Sau đấy là tôi có làm gì làm mẹ, trong khoảng 4 tháng liền, gần nửa năm ấy, tôi đéo kiếm ra được một đồng tiền nào cả, chỉ có lỗ. Sau đấy tôi phải bán cả cái ô tô của tôi đi, mặc dù lúc tôi vẫn đang nợ ngân hàng 200 triệu. Tôi bán cái ô tô đi, thời điểm tôi mua là 600 triệu, con Kia K3 màu đỏ. Tôi bán đi được 470 triệu. Tôi giả ngân hàng hết 130 hay là 140 gì đấy tôi không nhớ, tại vì trong cái quá trình tôi đi con xe đấy tôi giả được khá khá mẹ rồi. Tôi giả hết xong vợ chồng tôi còn đâu đấy khoảng 200-300 triệu gì đấy. Sau đấy là tôi lại đầu tư vào, xong tôi lại mất tiếp. Đầu tư vào bán đồ các thứ, nhưng mà mẹ nó sóng gió lắm các bạn ơi. Sau đấy tôi nhớ là đợt Tết về, đợt đấy là đấy cái thời điểm lập cái nick Sói Bé Tí này, nó cũng là tháng 3 năm 2016 đấy, là cái thời điểm mà tôi bị ban cái nick cũ đi đấy. Tôi còn cẩn thận vãi đái ở cái thời điểm ấy, tôi còn chụp cái ảnh recovery code vào. Hôm qua tôi tự nhiên tôi sợt nhớ ra và ngày xưa nếu như mà mình lập một cái nick Steam thì kiểu béo gì ngày hôm đấy mẹ mình chả chụp cái code lại. Thế là tôi già lại cái điện thoại tôi, đúng ngày 26 tháng 3 năm 2016 tôi có chụp ảnh lại code thật. Thế là tôi lại có thêm một cái nữa để tôi gửi bên Steam Support. À, thời điểm đấy là thời điểm gần Tết. Không, đúng rồi, thời điểm gần trước Tết. Lúc đấy thì vợ tôi bắt đầu bầu mẹ rồi. Thế tôi bảo vợ tôi là thôi, nhà còn vàng thì bây giờ phân loại ra em ạ. Vàng nào của mẹ Lý, vàng nào của mẹ Phi thì để lại. Còn vàng nào mà cô chú, anh chị, bạn bè tặng ấy thì bán đi. Sau đấy là Tết này mình cứ lo xong cái Tết đã. Qua Tết thì anh sẽ bán cái xe ô tô này đi. Ngày xưa các bạn xem tôi lâu tôi kể câu chuyện này rồi. Đúng vào ngày mùng 3 Tết, trước Tết là tôi đang bán cái xe. Ngày 30 Tết là tôi đang bán xe, tại vì tôi phi cái xe này về Cao Bằng, xong rồi tôi đỗ nó ở ngoài sân. Tôi chụp ảnh cái xe mẹ tôi lau nó bóng lồn lộn mẹ luôn. Bóng soi gương còn được. Xong rồi tôi ngồi tôi chụp ảnh. Chụp ảnh nội thất, chụp ảnh ngoại thất xong tôi đăng lên bán. Đúng mùng 3 Tết là hai ngày sau có người gọi điện cho tôi bảo em bán xe đúng không? Em có thể bán sớm được không? Tại vì anh đang cần gấp. Thế là mùng 4 Tết hai vợ chồng tôi sắp xếp đồ đạc phi xuống dưới Hà Nội. Tôi bán con xe đấy đi, giả nợ các kiểu. Xong rồi đấy là một năm khó khăn vãi cả tức với tôi. Đến khi thằng Tùng ra đời vào thời điểm tháng 10 năm 2016, lúc đấy mọi thứ nó mới ổn. Lúc đấy tôi bắt đầu làm stream mẹ rồi. Cái thời điểm từ tháng 7, tháng 8, tháng 7 năm 2016 là lúc đấy là tôi bắt đầu chuyển từ giai đoạn làm kênh CSGO C4 chuyển thành công kênh Missy Gaming và bắt đầu live stream. Live stream thời điểm đấy, nếu như các bạn mà xem từ cái lúc đấy thì các bạn còn nhớ cái hình ảnh là tôi còn đang ngồi chơi H1Z1 với cả mấy anh em. Thì vợ tôi ra bảo anh Duy anh ơi em đau bụng quá, hình như là em muốn đẻ rồi. Thế tôi bảo các bạn là ê các bạn ơi tôi phải đưa vợ đi đẻ đây, chào tạm biệt các bạn nhá. Thế là thằng Tùng ra đời. Đấy là thời điểm năm 2016 nhá, khó khăn vậy đấy. Sau cái đợt khó khăn đấy xong thì thằng Tùng ra đời cái mọi thứ nó lại ok vậy đấy. Đến năm 2020 lại đến thằng Nhu Nhi. Thằng Nhu Nhi lúc đấy còn ở trong bụng mẹ. Vừa mới đẻ ra cái là thằng bố nó bắt đầu là năm ấy sóng gió vãi cả cứt. Thời điểm đấy mẹ tôi cũng xì chết nặng vãi cả cứt khi mà VTV déo tên. Ôi đau đầu lắm các bạn ơi. Trời ơi, vụ đấy tôi cũng trầm cảm vãi đái. Tôi cũng phải có 1-2 ngày tôi nằm mẹ khóc ướt gối đấy. Xem lại bản thân đấy. Thay đổi đấy. Đấy, còn bây giờ là lại đến thằng Thìn. Năm 2024. Thằng Thìn mới được 3 tuần bố nó trôi quả mẹ chuỗi ngày đau khổ vậy đấy, cú sốc. Từ mất kênh YouTube cho đến mất Steam. Cảm ơn Đo Thanh nha các bạn nhiều. Rồi tôi nghĩ tất cả mọi thứ nó đều ổn thôi. Tôi cũng đéo đến mức gọi là thất đức lắm. Đến mẹ mức là mất hết cả những cái thứ nó gắn bó với mình lâu dài như này, để nó ảnh hưởng đến cả tinh thần, ảnh hưởng đến cả kinh tế đâu. Cuộc đời nó đâu bất công đến mức đấy. Mà nếu như thực sự nó bất công đến đấy thì mình nên lấy nó làm động lực, chứ mình đừng nên ngồi than thân trách phận làm cái đéo gì. Ủ rũ buồn rầu nó chỉ ảnh hưởng đến những công việc trong tương lai thôi. Hôm nay tôi ngồi nghĩ thông con mẹ hết rồi. Kệ con mẹ nhà nó, thế cho nó nhanh. Ui, mà nói lại nhá, chẳng lẽ tôi xuống tôi lấy quyển lịch ra cho các bạn xem. Trong một chuỗi ngày thì có ngày mùng 2 tháng 4 và ngày mùng 4 tháng 4 là hai ngày đen xì mẹ luôn.
không nên làm một cái gì cả, không nên đi đâu, hiểu không? Chỉ nên ngồi trong nhà, mà chỉ ngồi trong nhà thôi mà vận đen nó vẫn đến. Ôi quyển lịch. Còn ngày mai là một ngày tươi sáng vãi cứt. Ừ, đéo hiểu ngày mai đỏ lòm, ngày kia đỏ lòm, quyển lịch đỉnh đéo chịu được. Thì tôi nghĩ là ngày mai hoặc là ngày kia nó sẽ có tin vui ở đấy. Ngày kia thì đi Nimogala thì chắc là cũng có mấy cái giải vớt thì chắc là cũng lên nhận vải, thì coi như là cũng là một ngày vui. Còn ngày mai thì đi Thái, chiều ngày mai tôi có họp với bên Nimo thì tôi nghĩ là thì chắc thì cũng chả có vấn đề gì, ngồi chém gió ăn cứt bốc phét thì chắc cũng ok. Cảm ơn Huân nhé các bạn nhiều. Ừ, cảm ơn bạn nhiều, thank you bạn. Nhưng mà các bạn nhớ nhá, sau này các bạn bắt đầu có người yêu, lấy vợ xong bắt đầu có con, nếu như mà cái thời điểm mà vợ các bạn mang thai mà lúc ấy các bạn cảm thấy tự nhiên mọi thứ nó bị khó khăn với bản thân mình thì các bạn đừng lo, nó chỉ một tí thôi, nó sẽ được bù đắp khi mà mọi thứ nó ổn. Tôi là như thế đấy, đây là đứa thứ ba rồi đấy, sau này đéo biết được là trong tương lai có đứa thứ tư hay không, nhưng mà tôi sẽ lấy đấy là một bài học để tôi chấp nhận. Cảm ơn bạn giấu tên nhá. Ui thôi bạn ơi, cút. Hôm nay tôi đăng lên trên group, tôi chỉ muốn là bạn nào đơn giản nhất thôi. Đấy là ngày xưa tôi là cái thằng cũng gửi tích kít nhiều vãi à cứt ở cái thời điểm năm 2016, nên là tôi hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Tôi chỉ muốn tìm một bạn làm trong Steam để tôi có thể dễ dàng hơn trong việc tôi gửi tích kít thôi. Tại vì cái tích kít của tôi bị chúng nó spam nhiều quá, tôi đéo gửi được. Chứ nó không phải là cái vấn đề là các bạn hướng dẫn cho tôi làm như thế nào. Ui, nhiều người nhiệt tình và đấy, tôi cảm ơn tất cả sự nhiệt tình của các bạn. Nhưng mà bên cạnh đó còn có nhiều bạn cũng muốn chấm mút vãi à cứt. Anh có muốn em lấy lại không? Em lấy 30% giá trị đồ của anh thôi. Hút. Anh có muốn không? Em có người quen đấy, nhưng mà anh phải cho em 50 triệu. Hút. Vừa có ông donate, nhận lấy lại nick 700 triệu. Hút. Mất thì thôi bạn ơi. Cú vãi cả đại. Cảm ơn dấu tên đấy các bạn nhiều. Trông đéo legit tí nào cả. Đề. Ông Huy đẹp trai nhá. Em hỏi thế bạn lấy 30% giá trị hòm đồ, thế bạn sẽ sử dụng cách như thế nào? Bạn phải nói qua mình để mình biết là có chắc chắn hay không nhé. À, đấy là nghề của bọn em anh ạ, em không nói ra được. Thế bây giờ làm như nào nhở? Anh phải thanh toán trước cho em khoảng 5%, sau đấy còn 25% còn lại thì nó lấy nick về anh thanh toán nốt cho em. Hụt. Bố mày hỏi cho biết thôi chứ còn bố mày book chúng mày làm đeo gì. Mất thì thôi, có cái gì đâu. Nậu ruột. Cảm ơn Lâm nhá. À tôi chưa biết rồi bạn ơi, chắc là khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ biết. 2 tuần nữa tôi báo với cả các bạn nhá. Bực vãi cả đái luôn thề. Mà nhiều ông thì cũng có ý tốt thật, nhưng mà nhiều ông thì đúng là kiểu mẹ gửi email cho vui. Mặc dù mình đã post ở trong group kín ở trong bộ tộc rồi nhá, là anh em, chỉ anh em mới biết thôi. Mẹ vào, em có cách giúp anh đấy, em gọi, anh gọi điện ngay cho em. Anh add Facebook em đi. Các thứ mẹ, nẫu ruột vậy cứ. Tôi biết đâu đấy, trong khoảng 10 người đấy có một người tốt thật, nhưng tại vì 9 thằng còn lại nó tệ quá, nó lừa vãi cứt, nên là mình đéo thể tìm lại được một thằng tốt. Thế thôi. Ui ôi, tôi có tin vào lịch đâu. Hôm nay vợ tôi xuống phòng tôi ngồi nghe nhạc, vợ tôi mới nhìn vào quyển lịch, vợ tôi mới bảo chứ quyển lịch tôi để dưới bàn làm việc, thỉnh thoảng tôi ngó xem như nào, chứ tôi chả lệ thuộc đéo gì vào nó cả. Cảm ơn Quang Đeo nhá. Ờ, cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn bạn giấu tên nhá, cảm ơn bạn. Ui bạn ơi, nếu như mà tôi biết nó là thằng nào tôi ban mẹ ra khỏi group rồi. Nó gửi mail cho tôi thì biết đéo được. Đấy là những cái mail theo dạng là giúp nhá. Còn những cái mail kiểu lêu lêu chết con mẹ nhà mày đi, lêu lêu đố mày lấy lại được đấy, rồi mày sẽ mất hết thôi. Nó mới cay cơ. Mẹ mày đọc mấy cái đấy mới gọi là cú. Tối hôm qua mẹ mày tôi có vết còn gửi mail, mẹ tôi trêu cái thằng hacker tôi mà. Mẹ vẫn còn trêu nó là mẹ mình. Tao khóc rất nhiều, tao cảm thấy rất suy sụp. Tao cảm thấy rất có lỗi và thực sự chúng mày rất giỏi. Bây giờ điều mong ước duy nhất của tao thôi, đấy là mày có thể giả lại tao ác sử tim được không? Thì tôi còn nhắn tin nó thấy buồn cười vãi cả cứt. Xong rồi nó nhắn lại cho tôi là gửi 5.000 đô và Bitcoin đi. Xong rồi bọn tao giả lại cho. Xong rồi tôi bảo là chúng mày có Momo không? Có Momo thì tao chuyển cho mày. Nó bảo là đéo, phải mua Bitcoin. Cú ở đấy. Xong rồi tôi bảo là xong rồi tôi nhắn nó là nhưng mà tao chưa mua Bitcoin bây giờ nên là tao không biết là giao dịch kiểu gì. Xong nó nhắn lại cho tôi là gì không? Nó bảo là
mày nhanh mẹ mày lên, bọn tao không có thời gian đâu. Tóm tắt lại là như thế. Xong rồi bọn tao đã có những thứ mình muốn. Nhưng mà bọn tao không muốn ra đi một cách dễ dàng như vậy. Chỉ 5.000 đô thôi mày sẽ lấy lại tất cả. Mẹ à, mình nghĩ trong đầu mà chắc là nó vớt nốt phát cuối. Bực đéo chịu được bực. Thế là thôi, tôi đéo trả lời nữa. Cú vậy này. Các bạn giấu tên nhá. Ôi kệ mẹ à cho nó. Còn cái máy của tôi thì tôi nghĩ là thời điểm bây giờ thì cái máy tôi chắc là nó sạch mẹ rồi. Ừ, nếu như mà không thì chắc là nó cũng vớt nốt. Ok, không vấn đề gì cả. Tôi cũng nhờ hết anh em bổ xẻ ra rồi check trước rồi các thứ rồi. Và nó cũng là đúng là mẹ mày. Một bài học cuộc sống đấy. Sợ thật. 3 triệu à? 3 triệu à, màu gì ấy nhỉ các bạn nhỉ? Cho xem quả màu à. À đây rồi, chắc chắn phải là màu hồng rồi. Tại vì tôi vừa mới rút hết tiền play đua ra xong. Lại thấy có 4 triệu. CLTXBank.net chẵn lẻ ngân hàng tỷ lệ 245 ủng hộ thêm 3 cái đèn bảng đen cho các cháu. Mẹ mình cái nhà cái này hãm lìn thực sự luôn. Nhà cái ạ, em đang rơi vào cái giai đoạn gọi là khủng hoảng tuổi 35. Rất nhiều câu chuyện đang ập đến với em. Nhà cái lại còn đi donate quảng cáo chẵn lẻ ở đây nữa. Nhà cái bị dở hơi à? Thôi, cũng như hôm trước, tấm lòng của nhà cái em xin nhận. Nhưng mà em block nhà cái, quá cụ mõm mà. Nhà cái có thể sang kênh của thằng Rambo, kênh của thằng Lê Khôi, hay là kênh của thằng Nhím Bím Chua. Sang cái donate đi. Donate cho mỗi thằng cái tên lửa ấy. Bên đấy thì những cái đối tượng chẵn lẻ như này nó dễ tiếp cận hơn. Sang kênh này văn minh lắm. Kênh này toàn anh em IT thôi. Bét nhất thì cũng học cao đẳng Bách Khoa ra, khoa công nghệ thông tin như em. Lừa thế đéo được bọn em. Nhất. Mệt mỏi. Nay giải đặc biệt về đúng năm sinh anh Độ luôn. Dạ. Mẹ 6 rưỡi. Bao nhiêu người anh em bạn bè họ hàng hàng hốc từ phương xa nhắn tin bảo anh ơi anh biết tin gì chưa. Hôm nay đề về 89 đấy anh ạ. Đúng là ngày của anh. Vâng, đội ơn anh chị. Đúng ngày của em rồi. Em toang vãi cứt. Anh chị ăn đề ăn lô thì chúc mừng anh chị. Đúng là niềm vui của người này là nỗi đau của người khác. Cảm ơn Quang nhá. Chuyến này mà ổn thì làm ngay cái lễ anh ơi. Phải làm chứ bạn. Trời ơi, mẹ phải tự thưởng cho mình khoảng 3 ngày nghỉ để đi uống rượu một cách no say. Nhưng mà không được, uống rượu nhậu nhiều quá không tốt. Lúc nãy tôi lên phòng ngày mai 9 giờ sáng tôi ra sân bay rồi. Thì tôi nghĩ là chắc là ngày mai sẽ không có thời gian nói chuyện với các con. Nên là tôi đưa các con đi ngủ. Tôi đưa các con đi ngủ xong rồi tôi có ngồi vỗ về các con, vuốt tóc các con. Các bạn xem phim tình cảm không? Tôi vuốt tóc xong tôi nựng má, thơm thơm. Các con ngoan nhá. Bố mai bố đi công tác 3 ngày xong bố về nhá. Biết con tôi nói gì không? Bố đi uống rượu chứ bố có đi công tác đâu. Mẹ nghe cái ông già tụt cụ nó mút. Đang vui, đang muốn chơi cùng con. Mẹ nó ngồi cười khành khạch. Thế là thôi, tôi đi ỉa với cả tôi đi tắm. Buồn thực sự. Các con tôi không còn tin tôi nữa rồi. Từ nay tôi sẽ không đi uống rượu nữa. Sứt mẻ tình cảm bố con. Cảm ơn bạn giấu tên nhá, các bạn nhiều. Cảm ơn Tiêu Pao nhá. Anh nghĩ sao khi trong team có một thành viên là hacker? Ông bạn ơi, tí có chuyện thì bạn mất lòng tin vào loài người thế. Cảm ơn Queen nhá các bạn nhiều. Tôi hết buồn rồi. Tôi nghĩ là các bạn sẽ xem buổi livestream với tâm lý là chắc là nhìn tôi buồn vãi cứt. Một số thằng anti sẽ lên để mẹ xem cái mặt nó như thế nào. Nhưng mà tôi vui trở lại rồi các bạn ạ. Hết buồn rồi. Tôi chỉ đợi xem là người ta sẽ trả lời tôi như thế nào thôi. Cảm ơn Hiệp nhá. Ôi nhưng mà bọn hack bây giờ nó cũng giỏi thật. Nó đúng là mẹ đúng nghĩa nó là tội phạm công nghệ cao luôn đấy. Giỏi. Đấy. Được. Em giấu tên đấy. Nhưng mà cái nghề nào thì nó cũng có mẹ luật hoa quả của nó thôi. Rồi một ngày nào đấy chúng nó sẽ nếm trải cảm giác. Thấy không? Cảm ơn An ở Hà Tĩnh nhá. Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn em nhiều. Thank you em. Đúng rồi, sau này hack được cả ổ điện đấy. Đừng đùa. Mẹ bạn tôi nó hay đi trước tương lai lắm. À tối nay chơi vịt rồi. Hôm nay tôi vừa mới ra phòng tập tôi bảo nó xong mà thôi tối anh em chơi vịt đi.
lâu lắm rồi đéo chơi vịt. Xét về mặt khía cạnh làm nghề ấy, thì rõ ràng là 3 ngày nghỉ mình nên có một clip vịt để nó tăng view, đúng không? Để cho anh em xem. Xét về khía cạnh trending ấy, thì rõ ràng thời điểm bây giờ thì tự nhiên là người ta đang quan tâm là thằng này là thằng đéo nào mà hôm nay báo chí nó đưa lên nhiều như thế, vào kênh thằng này xem thử. Nên là tốt nhất là nên đập vào mắt người ta là một clip vịt, đúng không? Vừa xem vừa thấy hấp dẫn, vừa thấy hay, bấm subscribe ngay lập tức. Mà sắp tới lại còn bán móc khóa vịt. Tự nhiên người ta xem người ta cuốn quá, người ta mở lại những cái tập sau, người ta nghiện. Nghiện xong người ta thấy nhân vật con vịt Missy này, ôi đáng yêu quá, người ta mua móc khóa. Trời ơi, tiền về đây rồi. Được cái lọ nhưng mà mất cái kia. Hợp lý đấy. Các bạn giấu tên nhá, các bạn nhiều. Thế nên là tối nay chơi tí vịt. Hợp lý à? Tính toán hết. Cám bò sốt cà chua nhá. Anh thay ổ điện chứ anh chưa. Ôi, nhưng mà có một thông tin rất chi là ok. Tối hôm qua mạng vẫn như bìu. Thế là sáng nay tôi gọi điện cho bạn là sửa mạng. Ôi, bạn sửa mạng, bạn cũng biết tôi nên bạn nhiệt tình dã man. Tôi bảo là em ơi, hôm qua vào lúc 1:49:15 nhà anh lại sập mạng một phát nữa. Sau đấy khoảng 7:25 thì nhà anh có hiện tượng bị nát mạng, phải không? Mạng nhà anh chập chờn và không ổn định, vô cùng khó chịu. Em có thể kiểm tra lại cho anh một lần nữa được không? 10 phút sau thấy bạn ấy gọi lại. Anh à, em đang ở cột mạng nhà anh, em cắm mẹ cột mạng nhà anh, cái dây mạng nhà anh sang lỗ khác. Em nghĩ là lỗ nhà anh có vấn đề rồi, em cắm thử đảo với nhà hàng xóm thử xem, mà tối nay anh xem lại của em xem có vấn đề gì không. Thì tối nay anh em mình ngồi chơi mới biết được là có vấn đề gì không. Thì nếu như có vấn đề thật ấy, thì rõ ràng là do cái trụ mạng nhà tôi nó có vấn đề. Em bảo Việt nhá, các bạn nhiều. Mấy ngày gần đây là nó cứ bị chập tra chập chờn, khó chịu vậy đấy. Ông có định làm lễ cắt bánh công khai giới tính đứa thứ ba không? Cũng vui. Ủi bạn ơi, bạn có tin là tôi làm thế xong rồi chúng nó lên mạng, chúng nó lại bảo tôi làm màu không? Tôi bị hack nick YouTube, tôi khổ như chó. Tôi bị hack nick Steam, tôi tâm lý tôi mẹ mình suy sụp phải cứt. Mà trên mạng bọn nó lại bảo là tôi làm trò câu view like bẩn. Hôm trước thì tôi lướt comment ở bên YouTube của kênh tôi nhá. Tôi còn đọc được một ông viết tâm huyết vãi cứt. Em rất quý anh. Em rất trân trọng những gì anh đã làm cho cộng đồng. Em rất ngưỡng mộ những hành động của em, của anh với trẻ em trò nhỏ vùng cao. Anh xây được rất nhiều trường, cộng đồng anh thật tuyệt vời. Nhưng em tin đây là chiêu trò. Mẹ mày chốt lại câu đau lòng thực sự ạ. Cú đéo chịu được. Nhẫn tâm vậy đấy. Các bạn giấu tên nha các bạn nhớ. Tôi nghi nhá. Đéo ai muốn cái sự việc này nó xảy ra cả. Cũng đéo ai muốn một ngày nào đấy kiểu view nó cao một cách đột xuất như này. View nó cao là nó phải có một cái vấn đề đéo gì đấy. Chứ nếu như mà đến những ngày như này thì mới cảm nhận được mẹ mà cái sự bình thường của một ngày yên ả. Mặc dù đéo có game gì chơi, mặc dù đéo biết nói gì cả, mặc dù trong buổi sờ chim chưa chuẩn bị được một cái content gì cho các bạn, nó lại là những ngày tuyệt vời. Còn những cái ngày tự nhiên view nhảy lên, ví dụ như ngày hôm qua tự nhiên nhảy lên 180.000 view ấy, tự nhiên mình nghĩ lại mẹ mình thấy sợ vãi cả đái ra. Cảm ơn Đắc Trăm nha các bạn nhiều. Cảm ơn Hải Phong nha. Trong đây có nhiều người có lẽ là không phải là những người có thói quen xem stream hàng tối. Chỉ là những người vào để xem là ông này sẽ nói cái gì trong thời điểm này mà thôi. Chỉ là những người đang tò mò thằng này là thằng đéo nào mà thôi. Đừng mất lòng. Cái đấy là chia sẻ thật từ cá nhân tôi đấy. Tôi sợ. Nhưng các bạn là những người mới, các bạn để cho tôi xin một subscribe được không? Đợt vừa rồi tôi tụt mất khoảng 50k sub. Mỗi người chung tay cho tôi một sub thôi là tôi đã lấy lại những gì đã mất rồi đấy. Đấy là một sự an ủi. Và tất nhiên rồi, xã hội này cần những sự nhân văn, cần lá lành đùm lá rách, cần những người san sẻ và an ủi cho nhau. Một subscribe của các bạn thôi có thể cứu được một con người đấy. Cứu cái. Mỗi người một subscribe đi. Cảm ơn Tiểu Bình nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Thank you bạn. Ui, thôi. Tôi muốn quay vlog lắm. Nhưng mà mấy năm đi Nimogala có bao giờ quay vlog đâu. Nó mất nhiều thứ lắm các bạn ạ. Kiểu chuẩn bị bao nhiêu thứ, vét vùng xong rồi là liếc xong rồi trang điểm. Ê, tôi chết có mẹ rồi trang điểm. Có bạn nào làm make up ở bên Thái Lan không? Cứu tôi một mạng cái.
Bạn nào làm make up ở bên Bangkok, làm sao để tôi có thể tìm được một bạn make up ở bên Bangkok để chiều ngày mai, hôm nay, ngày kia, chiều ngày mùng 6 vào khoảng 2 giờ chiều có thể đi make up cho 5 thằng bọn tôi được không nhỉ? Các bạn giấu tên nhé, các bạn nhiều. Khó đấy, khó đấy, khó đấy. Cảm ơn Hưng nhá. Kìn chán à, đinh đinh đinh. Ờ, cảm ơn bạn nhá, thank you bạn nhiều. Thôi, hợp lý nhất là để tôi chụp ảnh đi ông về anh em làm talk show là được. Còn cái thông tin về cái buổi Nibo Gala đấy thì các bạn xem trên Nimo là nó có mẹ hết rồi. Tôi còn làm vlog làm cái đéo gì nữa. Với cả là vlog bây giờ có ai xem đéo đâu. Hãy nhìn vào biểu đồ của vlog. Dù bây giờ chúng ta ra đến tập 2 mấy tôi đều nhớ, 26 hay 27 gì đấy, thì các bạn sẽ thấy một sự giảm view không hề nhẹ. Từ những vlog cao view nhất khoảng 14-15 triệu view cho đến những vlog gần đây nhất là khoảng 2-3 triệu view. Giảm dã man. Vì sao? Về góc độ làm nghề, về người làm vlog, người sáng tạo nội dung như tôi là người trực tiếp làm, tôi có thể đưa ra một số lý do về sự sụt giảm. Thứ nhất là nó đéo vui như ngày xưa. Thứ hai là người ta xem vlog mãi cũng chán mẹ rồi, cái trend của vlog hết cụ nữa rồi. Giờ người ta xem mẹ cái ngắn đi, trong khi mẹ mấy thằng làm vlog bên trên mạng cứ làm vlog dài tiếng về cả tiếng rưỡi xem mẹ ỉa mẹ ra quần. Thứ ba nữa là cá nhân thằng làm vlog cũng lười. Ngày xưa chăm vậy đấy, còn thời gian trống nào nghĩ ngay cái trò đi chơi để có thể quay được nội dung vlog. Bây giờ lười vãi cứt, thì muốn nằm ở khách sạn chổng dài lên ngủ thôi. Thế là nó tụt view. Đơn giản thế thôi, đéo gì đâu. Nhưng mà yên tâm tôi vẫn làm. Nhưng không phải là đợt đi Thái Lan này. Sau đợt đi Thái Lan này cuối tháng này tôi có một vlog ở Đà Nẵng. Tôi chưa thông báo với các bạn được, tại vì người ta chưa thông báo. Khi nào người ta công bố cái đấy xong thì tôi sẽ báo với cả các bạn. Tháng 6 tôi có một cái vlog ở Đà Nẵng. À, Huế với cả Đà Nẵng, đi với cả team. Đấy, lịch trình năm nay có hai cái vlog rồi các bạn. À, cuối năm tháng 10 có vlog đưa vợ đi đẻ nữa. Các bạn giấu tên mới donate nhá. À, người bị ung thư ấy thì tốt nhất là nên giúp đỡ người ta về mặt tinh thần. Đấy là những gì mà tôi đã gặp từ khi mà tôi biết được cái tác hại của bệnh ca đến tận thời điểm bây giờ. Lúc nào tinh thần nó tốt nhất thì kéo dài được sự sống. Đấy là thực tế nó là như thế. Cho nên là hãy cứ vui vẻ lên thôi bạn, giữ sức khỏe thôi. Người nhà lúc nào cũng phải động viên. Thế thôi. Chứ còn tôi cũng không biết phải khuyên bạn như nào, tôi cũng không biết phải động viên bạn như nào cả. Tôi nghĩ là khi mà anh em mình lớn dần lên ấy, như kiểu lứa bọn tôi chẳng hạn, như các bạn biết là đợt vừa rồi bố ông Khôi nó mới mất. Trước đấy là bố của thằng Sa Béo mới mất. Thì nó là câu chuyện mà ai rồi cũng sẽ phải trải qua thôi. Khi mà mình càng lớn lên thì đồng nghĩa việc là bố mẹ mình hay là những người thân của mình ngày càng già đi. Và nó khổ cái là khi mà mình càng lớn thì mình càng cảm nhận được rõ hơn cái sự mất mát, sự quan trọng của người thân. Thế nên là khi mà nhận những cái tin như này, hụt hẫng, suy sụp, đấy là cái dấu hiệu bình thường bạn ạ. Chỉ có cách cố lên và chấp nhận thôi. Nó là cuộc sống mà. Trời ơi, cố lên bạn nhá. Sợ chứ, nói thế. Suy thì sao chả suy bạn. Thực tế là nó là như thế mà. Cảm ơn Henry nhá. Một người đẳng cấp như anh thì anh phải lắp 3 đường mạng Việt Nam. Tao làm đéo có tiền mày. Tháng tao 7 triệu mẹ mày tân giả tiền điện nước nuôi con ăn học. Mẹ tao đóng được cái mạng, mày biết mạng tao về bao nhiêu tiền tháng không? 200 nghìn tháng. Ngày xưa mẹ hồi tao còn kiếm được, tao còn đóng quả mạng 850 nghìn một tháng, mạng doanh nghiệp. Người ta lắp cho cả một cái doanh nghiệp, nhưng mà tao lắp đúng một mình nhà tao. Đấy là thời điểm tao thấy tao kiếm được tiền. Thời điểm bây giờ hôm trước, cách đây khoảng 3 tháng tao alo nhà mạng. Nhà mạng à, có gói nào rẻ nhất không? Người ta tư vấn cho tao gói 250 nghìn một tháng. Giờ đấy, tao đóng đúng gói 250 nghìn một tháng. Ồ vãi cứt ra. Giờ lại còn tư vấn mẹ lắp một lúc 3 đường mạng. Mẹ mình sống thế đéo nào được với cái cuộc sống bây giờ bon chen như thế này. Nẫu ruột. Thì quả đấy là thấy mẹ thế bần cùng sinh đạo tặc. Nó khổ như thế.
Nếu như mà thời điểm bây giờ tôi đéo khó khăn thì cái 2.500 đô cho tôi bú làm đéo gì. To vãi cứt các bạn. Mẹ cả năm lương chứ. Tưởng vụ đấy vừa được chơi game, vừa có clip, vừa bú được 2.500. Thơm thế. Xong rồi sau rồi mẹ mày bao nhiêu câu chuyện liên quan bao nhiêu người. Khổ dã man khổ. Chưa. Tôi yêu cuộc sống nghèo khổ. Tôi yêu sự ổn định. Tôi đéo muốn giàu. Tôi không muốn đùng một cái mẹ mà tự nhiên tháng kiếm được đâu đấy khoảng chục triệu rồi đùng cái có thằng ném cho 50 triệu đéo. Mẹ, tất cả đều là cú lừa, một bài học của cuộc sống. Cảm ơn Kim Chá Là nhá. Chú Độ như cô Lưu đang gánh vác bao nỗi buồn kìm chá nài đình đính đinh đình đinh. Rất mệt mỏi, lướt group tí đây. Top 90.000 đang xem live của sáng bạn ơi, nó búp view đấy. Mà bọn này nó cũng có tâm cơ. Nó hack xong cái nick của tôi rồi. Xong nó lại còn live stream, nó lại còn búp view lên. Tôi khẳng định với cả các bạn luôn, kể cả tôi mất kênh nhá, dựa vào những cái số liệu mà tôi theo dõi trong 7 năm làm nghề của tôi nhá, đéo bao giờ buổi sáng lên được 90.000 view. Cùng lắm thời điểm đấy, nếu như mà các bạn tò mò nhá, nó đẩy lên được đâu đấy khoảng 30.000 view là mắc căng đét mẹ rồi. Với cả nhá, view nó là gì? Cái tổng hợp số lượng view ở thời điểm hiện tại như các bạn đang xem nhá, bây giờ là 118.000 ông xem nhá, là bao gồm tất cả mọi người, từ mọi người đang xem trực tiếp cho đến mọi người đang xem ở thời điểm đầu hay đang xem ở thời điểm giữa. Nó là như thế, chứ không phải là tất cả mọi người đều đang xem trực tiếp, hiểu không? Và có những người, người ta xem một lúc người ta thấy chán, người ta sẽ tắt đi, đấy là lý do tụt view. Còn nếu như giữ được hết tất cả những người đang ngồi xem và có những người mới vào thì đấy là tăng view. Trong khi tôi ngồi tôi theo dõi nó 90.000 view, nó đứng chất dí con mẹ đấy luôn. Tôi ngồi tôi gãi cằm, tôi bảo mẹ mẹ bọn này phần mềm nó đỉnh. Rõ ràng là nếu như sau này mình hết thời rồi, mình phải đi tìm cái phần mềm này bằng mọi giá, phải đi vay tiền về để mua phần mềm này, để đẩy lại mình lên một cú nổ bùm. Độ Misi bình thường like đéo ai xem nữa, tự nhiên mẹ nghỉ một tháng. Hello, xin chào các bạn. Nhà tôi có việc, tôi phép các bạn nghỉ một quý, 3 tháng. 3 tháng sau mẹ đầu tư tiền làm phần mềm búp view, phải không? Anh Độ cung bách, boom, 200.000 view. Hôm sau báo chí lại đăng lên. Đấy đấy, phần mềm nó đỉnh, đúng không? Nó tắt con mẹ cả comment đi luôn. Các bạn có vào các bạn comment được đéo đâu, nó tính cả mẹ rồi. Hôm sau lại tự nhiên đọc báo kênh Độ Misi bị hack rồi, nhưng mà view vẫn kỷ lục 150.000 view. Mình ngồi mình bảo mẹ bọn này có tâm nhở. Nó hack nick mình xong, nó lại còn mẹ mày tạo cho mình mấy cái highlight để báo chí có cái để đăng nữa. Mẹ nhân văn, nhân văn, đỉnh 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 đỉnh. Nhưng mà nó là view ảo đấy các bạn ạ, nó đéo phải là view thật đâu, chắc chắn với cả các bạn luôn. Người ta mà biết kênh tôi bị hack ấy, người ta cũng chỉ vào người ta bấm xem thử xem như nào thôi, chứ người ta đéo ngồi lại người ta xem một đấy like Bitcoin làm gì đâu. Thì nó sẽ phải là con số nhảy lên tụt xuống, nhảy lên tụt xuống liên tục. Đằng này mẹ mày nó 150.000 view, nó đứng chết con mẹ 150.000 view, nó nhảy nhảy được mấy cái số ở đằng sau, trông kiểu cũng riu vãi cả cứt. Nhưng mà nhìn qua thì thấy mẹ mày bọn này búp view địch, đéo hiểu dùng phần mềm gì. Nhưng mà tôi phải đi mua, tôi đề phòng một ngày tôi hết thời là tôi phải sử dụng mẹ chiêu trò các bạn ạ. Mà anh Quân nhá. Bao giờ Savi trưởng tuyển nhân viên vậy? Chưa bạn ơi, chưa thấy cái thông tin bên đấy tuyển. Lúc nào có thông tin tuyển thì tôi sẽ treo một cái logo ở đây ở góc này bạn nhé. Cái logo trông nó sẽ như thế này này. Đấy, trông nó như thế là hôm đấy là đang tuyển đấy các bạn ạ. Còn hiện tại thì trông có vẻ là đang ổn định như sao ấy. Anh cho em hỏi, ngày khi anh bị thoát vị đĩa đệm có phải là sống lưng đau buốt không anh? Anh không bị đến cái đoạn sống lưng đau buốt này, anh chỉ bị nó hơi khó chịu thôi. Nó hơi oằn một tí thôi. Lướt group tí đi. Cả sau này nâng tầm live stream lên tí. Thế tôi ngồi tôi nghĩ rồi. Mẹ, mình thì đéo trả lời báo chí bao giờ. Nhưng rõ ràng là sau vụ này thấy báo chí đăng tin là cũng nhiều. Ê, hợp lý nhất là sắp tới nhỡ có vụ gì là mình sẽ tổ chức gọi là họp báo trên live stream, hiểu không? Vào Discord,
Cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay không biết là có anh chị nhà báo nào có câu hỏi gì đặt cho em về cái vụ mà em bị mất nick hôm vừa rồi, thì anh chị giơ tay và đặt câu hỏi. Đấy, thế là anh chị giơ tay, hiểu không? Chào em nha, chị đến từ báo nông thôn ngày nay chẳng hạn, hay là báo gì đấy, hiểu không? Chị có câu hỏi đấy, nghe nó hoành tráng ngay, hiện đại hóa. Ừ, là quảng cáo tài xỉu à? Đéo lắm tài xỉu thế nhở? Cuộc sống này phải mơ mộng tí các bạn, đúng không? Nghe nó cũng hợp lý. Trời ơi, anh này, ui 1 giờ trước. Giang à, mình vẽ tranh đẹp đấy, nhưng mà mình có thể thêm một tí caption vào được không? Ví dụ như là em vẽ anh Độ ở thời điểm thất bát nhất, thời điểm anh suy sụp nhất, mình vẽ cái ảnh mà mình ném lên luôn, mọi người tự hiểu à? Trông khổ thực sự luôn, oằn vậy mày. Em đọc bình luận mà thấy mấy anh trai căng thẳng vãi. Chỉ là bức tranh thôi mà anh trai vẽ tranh chắc cũng không có ý gì đâu. Anh trai đấy phải quý sếp như nào thì mới vẽ tranh tặng sếp. Chứ mấy nay sếp đã rất mệt mỏi với vụ này rồi. Mấy anh trai đừng cãi nhau nữa, bị mót ban lại khóc thế này. Bạn ơi có gì đâu, vui mà. Những cái bài mà đã duyệt vào như này rồi thì các bạn yên tâm là nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà các bạn, mình đã sinh hoạt trong này rồi. Bây giờ đã đéo tuyển em mới rồi, mọi người cãi nhau làm cái gì. Tất cả nội dung trong này đã được kiểm duyệt rồi, thì nó là nội dung vui vẻ, anh em hoan hỉ với nhau. Đâu, thằng nào? Nào để tôi ban vào thằng em làm gương. Bài viết mới nhất. Tự nhiên thấy trong ảnh vẫn còn cái ảnh này. Thì cái ảnh này trông buồn cười và cứt phi re đại đế. Anh ơi dùng thăm này, hacker tưởng kênh mình bị hack rồi sẽ không hack mình nữa. Anh Phùng Thanh Độ chuẩn bị live chị. Ê cái này đẹp này. Này cái này đẹp nhá. Trông ok đấy chứ. Hay là like mẹ cái này nhở? Ừ hay đổi mẹ cái ảnh này thành ảnh like nhở. Cảm ơn bạn Nam Bình Thạnh nha, cảm ơn Azi nha. Đẹp mà, hợp lý chứ. Ừ, sáng tạo ấy. Đổi cái thăm này lên trông cũng giống bị hack phết ấy. Tôi nghi Độ chôn lắm, mấy cái clip up lên lại còn hiển thị thời gian đăng đợt trước với lượt xem cũ kìa. Là thế đéo nào. Này kênh tôi chưa tối ưu lại xong hay sao? Ổn hết chứ nhỉ? Từ từ tôi xem lại nha. Đấy, bình thường vào đây nó phải có bài độ tộc ở trên này chứ. Hôm nay không có gì để cái này tôi xếp tình. Này, có một cái nữa lấy ý kiến của các bạn. Đây là cái logo mới. Đây là cái banner mới. Cái banner cũ mất mẹ rồi. Bây giờ để tôi tìm lại cái banner cũ tôi đéo tìm được. Nên là tôi bảo chúng nó vẽ tôi cái banner mới. Đây là cái logo mới. Bản chất thì nó đéo khác gì cái logo cũ cả. Nhưng hôm qua tôi thấy nhiều bạn bảo là anh ơi logo mới trông như cứt. Thì bây giờ lấy ý kiến của anh em là mình nên đổi cái cũ hay là mình để cái mới. Là cái logo nhá, cái banner thì thôi nhá. Banner tôi thấy là nó ok rồi. Chỉ mỗi cái logo thôi. Xấu vãi cả lìn à. À thế à, ừ, thế thôi. Thế hay là thế thôi, ok nhá. Đợt này tôi đi Thái về tôi đổi lại nhá. Như cũ thì được rồi, dễ. Khổ thân thằng Dũng, mất công nó ngồi vẽ. Hôm trước tôi ra tôi bảo là Dũng ơi, anh mất banner rồi. Thằng Dũng vẽ ở trên văn phòng tôi, mày vẽ cho anh đi. Thế là tôi đứng đây tôi chống lại, tôi xem nó vẽ. Nó vẽ xong tôi bảo Dũng à, cái logo cũ trông hơi xấu, mày vẽ mày thay luôn cái avatar cho anh đi. Thế là nó ngồi vẽ. Trông nó vẽ kiểu tôi đứng ở cạnh ấy, trông nó vẽ áp lực về đấy. Nó vẽ lúc xong nó quay nó nhìn tôi, nó vẽ nó quay nhìn thấy tôi bảo vẽ đẹp nhỉ, hay mày dạy anh vẽ đi. Xong rồi anh vẽ mày làm sếp, mày đứng ở cạnh để xem lúc anh vẽ trông nó sẽ như thế nào. Trông mặt nó hài đéo chịu được. Thế là mất công nó ngồi vẽ mất mẹ cái logo nó vẽ mất 30 phút. Thế là giờ bỏ đi chắc nó ngồi khóc mất. Thế là các bạn có thể cân nhắc lại một tí được không? Tại vì tôi nhìn thấy cái logo đấy nó cũng đẹp mà. Chẳng qua là tại vì mình nhìn chưa quen mắt mà thôi. Hả? Thế là mất công bây giờ tôi lại phải đi tìm lại cái logo cũ xong rồi tôi đổi lại một lần nữa. Vẫn không à? Thế thôi.
Thế sắp tới đổi nhá. Em sẽ tìm mọi cách để lấy lại Axel Team cho anh. Thôi mẹ đừng. Các bạn biết lý do tại sao nó đéo trả lời ticket của tôi không? Tại vì nhiều ông gửi quá, nhiệt tình quá làm gì. Để tôi tự xử lý. Một mình tôi thôi thì nó dễ hơn. Thằng em tôi nó gửi thử cái ticket, 2 tiếng sau nó trả lời. Tôi gửi ticket 7 tiếng rồi nó đéo trả lời. Từ từ vào check xem nào, biết đâu nó trả lời mẹ nó rồi. Vẫn đéo trả lời. Đội hỗ trợ Steam đã nhận được yêu cầu hỗ trợ của bạn từ 8 tiếng trước. Lúc 2 giờ 41 phút, lúc ấy còn chưa đánh răng, dậy phát ngồi máy tính luôn. Nên là thôi các bạn đừng gửi làm gì, để tôi tự xử lý. Trời ơi. Không hiểu nổi. Anh Độ có thể bỏ ẩn 2 video gần đây của anh được không? Em đang xem dở. 3 ngày nữa anh bỏ ẩn em nhé. Banner cũ của anh đây em gửi anh. Bạn ơi, bạn nhiệt tình thế Thắng ơi. Bây giờ tôi về vào máy tôi đây bạn, tôi vẫn nhớ luôn là tôi để ở đâu. Đây tôi để ở trong này này bạn ơi. Đây. Đấy, ổ cũ nó hơi đơ một tí bạn ạ. Thằng Dũng nó đã mất công nó vẽ cái banner cũ rồi. Tôi đã lấy cớ tôi đéo tìm được rồi. Để tôi đỡ phải để lại cái cũ rồi. Mẹ, bây giờ bạn lại nhiệt tình thế. Bạn làm này là tôi khó xử này. Đấy, loanh quanh nó ở trong đống này này. Đây này. Đấy, kiểu gì nó cũng ở trong. Đấy, đúng cái này luôn đúng chưa. Mẹ, full size mẹ luôn nhá. Ê, bạn nhiệt tình như này chẳng nghe bây giờ tôi lại phải thay lại như cũ. Thắng ạ, bạn giết tôi rồi. Cảm ơn Thắng nhá. Thắng tuyệt vời quá Thắng ơi. Tôi phải giả vờ. Ui cái này size nó lại hơi nhỏ bạn ơi. Thôi tôi có size to rồi. Hôm nào tôi thay lại cũ bạn nhá. Người đây. Thay luôn đây á. Đợi mấy hôm nữa tôi đi thái về tôi thay. Bây giờ mạng đang lag như này. Nick phải đợi 7 ngày sau thì mọi thứ nó không bị hack lại một lần nữa. Chứng tỏ nick mình mới an toàn. Lúc đấy mình mới đổi. Bây giờ tôi đổi lại mấy hôm nữa tôi lại bị hack tiếp. Thì tôi đổi đi đổi lại mất công mất thời gian không. Thế nhá, mấy hôm nữa tôi thay. Hứa cả các bạn luôn. Cảm ơn Cường nhá. Các bạn giấu tên nha các bạn nhiều. Cái gì nữa. Một ngày buồn của anh. Ha. Một cảnh cáo vi phạm bản quyền. Ơ. 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 Từ tôi kiểm tra lại cái nhá. Sao lại ăn một gậy ở lúc đéo nào nhỉ? Làm đéo có gậy nào đâu nhỉ? Kênh này kênh đéo nào? À. Kênh ông này là fan Misi Reap chứ không phải là kênh của tôi. Trời ơi, tôi nhìn tôi giật mẽ cả mình ạ. Sao bạn bị bản quyền về vấn đề gì? Ui dồi ôi, nó ngồi xem Hà Nội với cả thép xanh Nam Định V-League mà bạn vẫn còn up lên re-up được thì bạn đỉnh vãi cả cứt rồi. Tôi lại kể cho bạn xem nghe một huyền thoại đến từ Bắc Giang ngày xưa còn livestream đội tuyển Việt Nam đá bóng nữa mà. Bay kênh là đúng rồi bạn ơi, không một gậy không sao cả. Theo luật của YouTube ấy, trong vòng 90 ngày bạn ăn 3 gậy thì bạn mới chết kênh cơ. Còn đây mới là một gậy thôi. Tí nữa tôi sẽ vào kênh bạn để tôi xem còn bản quyền nào không. Tôi bấm report nốt để cho bạn bay nốt kênh mẹ luôn đi nhá. Lần sau đây là một bài học bạn ơi, không sao cả. Mình re-up ấy thì những cái đoạn nhạc nào nguy cơ bị đánh gậy nhất mình phải cắt cái đoạn đấy đi, xong mình mới up lên. Tại vì thao tác của các bạn sẽ là down ở trên Nemo về, sau các bạn mới up ngược lên kênh YouTube của bạn mà. Thế thì tại sao mình không bỏ ra thêm khoảng 5 đến 10 phút để mình lọc lại một lượt? Nếu như mà mình thấy có gì bản quyền là mình cắt đi. Chết đấy. Bóng đá này mà là một trong những thứ vô cùng nhạy cảm. Lên cái là ăn gậy ngay. Nhá. Rút kinh nghiệm em nhá. Cảm ơn các bạn mình donate nhá. Anh Độ có đi Huế thì em mời cả đoàn nhà mình sang ăn bún bò Huế chuẩn vị ạ. Em liên hệ với cả Huy Huế nhá. Thằng đấy là trưởng đoàn nó lên chương trình.
nó chỉ đâu anh của anh đấy. Bọn anh chỉ có một cái là thống nhất với nhau là chuyến đi này mỗi người sẽ bỏ bao nhiêu tiền. Ví dụ như mỗi người bỏ ra 7 triệu chẳng hạn, bao gồm cả tiền vé bay, cả tiền ăn, cả tiền khách sạn 5 sao hay là ở resort. Ăn uống phải thật ngon, ăn phải ở nhà hàng restaurant. Đấy. Vé máy bay là phải hàng xịn. Đấy. Giờ nào giờ đẹp nhất. Đấy. Với giá 7 triệu một người chẳng hạn. Xong rồi đưa bài toán đấy cho Huy Huế. Huy Huế sẽ tiếp nhận. Sau đấy là Huy Huế sẽ lên danh sách xem có bao nhiêu người. Sau đấy Huy Huế sẽ lên chương trình. Đấy. Giải toán bạn ạ. Thì có gì bạn liên hệ Huy Huế nhá. Nó mấy hôm nay tôi thấy nó cũng đau đầu lắm. Trông nó cũng suy sụp tinh thần lắm. Vì cái chuyến đi trông có vẻ là cân đo đong đếm nhiều thứ. Tôi làm trưởng đoàn nhiều rồi tôi biết mà các bạn. Khó mà, khó lắm, làm trưởng đoàn khó lắm các bạn ạ. Nhưng mà thôi để nó làm cho nó quen. Tôi làm có kinh nghiệm rồi, tôi làm mãi giàu được, đúng không? Mấy nay trên mạng anti chửi anh quá trời, nào là của thiên trả địa, nào là content, ông này là ai, em cũng muốn chửi lại nhưng mà không muốn làm xấu hình ảnh cộng đồng của mình anh ạ. Em à, nó chửi anh nhưng nó chửi em đéo đâu nên em chửi lại làm gì? Tất cả các bạn nhá, nó chửi tôi nhưng mà nó đéo chửi các bạn nhá, nên là các bạn không có gì các bạn chửi lại cả. Nếu các bạn chửi lại là các bạn bị em sao? Bị nhiều chuyện. Thứ hai nữa ấy, thì kệ mẹ chúng nó, tôi đéo quan tâm nữa. Tôi thấy có một số câu chuyện tôi thấy người ta lôi ra mà, tức là nếu như mà người ta chửi mình đúng thì đéo sao, nhưng mà có những câu chuyện kiểu nó đéo đúng sự thật ấy. Ví dụ như là ngày xưa ông này bị phốt ở trong group CSGO. Tôi khẳng định với cả các bạn luôn, mẹ mày bao nhiêu năm tôi làm trader, tôi đéo có một cái phốt nào trong group cộng đồng CSGO cả. Đố thằng nào tìm được cái phốt ở trong ấy của tôi. Rồi là bảo là ngày xưa ông này bị phốt tại vì scam đồ. Tôi lại khẳng định với cả các bạn luôn, ngày xưa tôi làm scam đồ CSGO, tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện đấy các bạn mới biết. Nếu như đéo từ mồm tôi kể ra, đéo thằng nào biết được cả. Nói thế luôn cho vuông, ngày xưa tôi kể câu chuyện ra để tôi nói với cả các bạn. Rút lại sau khi câu chuyện kết thúc, tóm tắt lại là luật hoa quả đéo chừa một ai. Các bạn làm được nhưng các bạn làm bẩn rồi sau này các bạn mất hết. Tôi kể rõ ràng câu chuyện từ A đến Z, chứ chả phải thằng nào bóc phốt tôi cả. Các bạn xem tôi ngày xưa đấy, các bạn biết rõ cái câu chuyện này, đố các bạn tìm được luôn. Nên là tôi giải thích như thế để cho những ông nào chưa biết về câu chuyện đấy thì các bạn định hướng lại dữ liệu trong não của mình. Thế thôi, chứ không phải là tôi đi scam hay là tôi đi lừa đảo ai cả. Đấy không? Nguyên tắc của tôi ngày xưa mất dạy lắm. Tôi không bao giờ tôi mẹ scam người Việt Nam, tôi toàn scam người nước ngoài cơ. Đấy là cái câu chuyện mà tôi kể trên live stream các bạn mới biết, chứ chả thằng nào bóc phốt tôi cả. Còn nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà đấy, tôi không biết được trong quá khứ ngày xưa tôi kể như thế, nhưng mà hệ lụy đấy là tương lai tôi phải chịu ấy. Có những thằng nghe có lẽ là truyền tai, nghe qua những buổi uống trà đá, nghe qua những buổi nhậu, sau đấy là nghe bóng gió trên mạng, đọc comment trên mạng, thế là biết, xong rồi comment lại thôi. Bản chất là người ta cũng chả hiểu một cái gì cả, nên là kệ mẹ người ta đi bạn ơi, đau đầu lắm. Anh làm content khoe NVS là cái gì nhỉ? Nhà vệ sinh nhá. Thôi, mẹ, cái chat liều lắm, biết đâu ông nào đang ỉa chết đấy. Có làm từ thiện một số, nhưng ba cái trò game gủng tác hại đến hàng triệu đứa trẻ, kể cả một số người lớn. Kênh gì khác lớn thì tiếc, chứ kênh này bay đi. Nên nhìn vào những đứa trẻ, nếu nó là con cái bạn, bị mụ muội sai lệch đi vì game và không nghe cha mẹ nữa, chúng ta mới thấm. Tôi nghĩ là anh Hoàng này đã có con rồi trong quả avatar này. Và anh Hoàng này đang là một trong những người theo kiểu là nhiều khả năng là phụ huynh nói con cái không nghe đấy. Mình nên để ý lại một tí. Tôi nghĩ thế thôi. Cá nhân tôi thấy vậy. Đi Đà Nẵng sáng trèo sắp, sáng sớm đến độ ơi. Mẹ sáng có dậy được đâu đi trèo sắp hả bạn? Ngày xưa tôi đi trèo sắp rồi mà tôi đéo đứng được này. Bạn này còn đứng được này. Ngày xưa lần đầu tiên tôi đi trèo sắp là năm 2021, khi mà tôi về Cao Bằng làm cái vlog Cao Bằng. Xong các bạn ấy bơm cái sắp lên cho tôi trèo thử. Chỉ có ngồi được thôi, đéo đứng được. Sợ vậy đấy. Hỏi thăm anh Độ để tìm hiểu nguyên nhân cũng như góp ý cho anh về các hành động cần làm ngay. Video này mình sẽ phân tích nguyên nhân để các bạn biết và đề phòng. Đây là sự kết hợp của Social Engineering và Stealer.
Social engineering là hình thức tấn công phi kỹ thuật bằng cách tác động trực tiếp đến tâm lý con người nhằm khai thác các thông tin và dùng những thông tin đó vào mục đích riêng. Nếu bạn nhớ video về XZ mình mới làm mấy hôm trước thì chính là kiểu tấn công này. Kẻ tấn công đã tìm cách tiếp cận nạn nhân qua email, có thể là đóng vai khách, nhãn hàng, hỏi thăm để hợp tác, chào mời sản phẩm. Sau khi có được lòng tin, kẻ này đã gửi file mà có thể nói đó là demo sản phẩm, file báo giá, file hợp đồng. File này đã được xử lý về mặt kỹ thuật để bị các AV nhận diện ít nhất có thể. Ngoài ra, chúng dùng thêm một kỹ thuật làm tăng kích thước ảo, tức là file có vài mê thì được bơm lên hơn 650 mê. Nếu như tôi không nhầm thì đây là thằng Tuấn bên GI Team ấy, chuẩn đấy. Nó bảo với tôi là em bổ cái file đấy xong em sẽ đưa cho anh một file phân tích chi tiết về cái file đấy để xem là anh bị nhiễm những cái gì. Tôi đang đợi cái đấy này, xong rồi tôi lên tôi sẽ ngồi phân tích với tất cả các bạn xem là nó bị dính những cái gì để các bạn phòng tránh được nhá. Tôi là một tấm gương mà tôi nhận với cả các bạn là tôi ngu nên là tôi đã đi trước rồi. Tôi mong đấy sẽ là một lời cảnh tỉnh. Và với cái lượng người xem livestream của tôi mong là sau cái đợt này tôi bị, nó sẽ là một bài học cho tất cả mọi người để anh em mình không dính được nữa. Thế là thành ra tôi thành một con tốt thí. Ừ. Nhưng mà cái ngu của tôi sẽ giúp ích được cho các bạn tin tôi nhá. Đi tàu 14 tiếng làm lon thăm giáp bừng tỉnh táo luôn anh ạ. Thì logo đã bảo mấy hôm nữa. 50 đô, anh đừng buồn nữa nhé. Làm sao mà buồn được nữa. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn tiểu long nữ nhá. Cảm ơn bạn nhiều. 50 đô. Tuyệt vời quá bạn ơi. Lý do bán kênh là đây. Anh nhớ viết tích kịt bằng tiếng Anh English nha, không nó không hỗ trợ đâu bạn ơi. Hãy dùng GPT. Thật. Khác hẳn với Google dịch. Bạn chỉ cần gõ dịch hộ tao ra tiếng Anh. Sau đấy bạn gõ nội dung vào. Ví dụ tôi năm nay 28 tuổi rồi, chưa có ai yêu. Đấy, ví dụ như thế là nó dịch ra cho bạn luôn. I'm 28 year old this year and still haven't had anyone love me. Ít ra nhá, nó sai thì nó vẫn sai nhưng mà nó đỡ hơn Google dịch nhiều. Đấy. Bạn thích nhá, bạn dịch mẹ ra được luôn cả tiếng Tây Ban Nha đúng không? Dịch sang tiếng Tây Ban Nha. À. Tôi cô đơn quá. Ước gì có ai yêu tôi. Ra luôn, nhìn đi. Đấy. Bạn chat được với bất cứ ai, được chưa? Tôi toàn chat như thế. Thế nên tôi mới bị lừa đấy các bạn. Hôm trước tôi chat với cả mấy thằng ngu công là tôi cũng chat bằng GPT đấy. Thế tôi bảo tại sao mẹ mình chat ngu như thế mà chúng nó vẫn nhiệt tình, chúng nó giải đáp. Hóa ra là chúng nó lừa tôi. Cảm ơn Hoàng Quân nhé. Lần đầu tiên thấy con mèo bị lé anh ạ. Đây là bị lác chứ không phải bị lé. Ê, nhà tôi nuôi mèo rồi đấy. Chẳng qua mấy hôm nay bận nhiều việc quá, toàn là mấy cái chuyện hách hiếc các thứ nên tôi chưa khoe cả các bạn thôi. Các bạn biết con mèo tên là gì không? Con mèo tên là Cá. Ừ, con Cá buồn cười lắm. Thằng Nhu Nhi với thằng Tùng Sói quyết định là đặt tên nó là Cá tại vì nó thích ăn cá. Mệt mỏi thực sự. Nhưng mà nó xinh lắm, trời ơi. Nó là mèo Anh lông ngắn đấy. Với cả là vợ tôi bảo là con mèo ấy đắt lắm đấy. Mèo ấy mèo xịn đấy. Nhưng mà bạn tặng mèo cho là bạn ấy tặng luôn cho đấy. Đỉnh lắm. Cảm ơn tên không đẹp nha các bạn nhiều. Khoe đi á. Tí nữa nhá. Tí nữa khoe mèo nhá. Con Tinh đâu rồi. Úi dồi ôi. Ai đây? Văn Hưng à? Hưng ơi, tạm biệt em. Cảm ơn em. Fan từ năm bao nhiêu đây? Ui 2023. 12 tháng 4. Kỷ niệm 1 năm ngày em gia nhập bộ tộc PC Gaming. Chào tạm biệt em, không bao giờ gặp lại. Một người yêu thể thao, một người yêu bộ tộc. Đi rồi. Tôi khẳng định lại với các bạn một lần nữa. Nếu như các bạn không chơi tài xỉu thì không bao giờ các bạn xem tài xỉu. Chắc chắn đấy cả các bạn luôn. Tôi chưa thấy một ai không chơi tài xỉu mà bấm nhầm vào xem tài xỉu cả. Chưa có một tấm gương nào như thế. Tôi phân tích rất nhiều người mẹ xem tài xỉu trên group rồi. Chỉ có chơi thì mới bấm xem. Xem like anh Độ nhiều, nghe kể về em gái mà chưa kể rõ bao giờ. Trước xem like thì không biết đây phải em gái anh Độ không, em ruột anh. À, đây là em con nhà bác. Ngày xưa tôi có em con nhà chú ở cùng tôi, xong rồi nó đi lấy chồng. Nó là sự mất mát lớn dã man.
Xong rồi là tôi đón con em tôi sang ở cùng. Ừ, em con nhà chú em con nhà chú tôi. Ừ, bây giờ nó vẫn ở cùng vợ chồng tôi. Nhưng nó sắp cưới chồng mẹ rồi. Hôm trước tôi cũng vừa ngồi nói nó xong. Sắp tới mày lấy chồng đúng là một sự mất mát của gia đình. Úi giời. Chó đéo xanh lè thế này. Ảo thật đấy. Úi giời Hưng ơi, xe hẳn hai lần. Người làm tộc trưởng khóc ròng mấy hôm nay chính là cô gái Việt gốc Hoa, nickname là Mansi. Theo một số tin mật, cô giáo cô gái này nằm trong một tổ chức về marketing. Cái đéo nào mẹ mày ngáo đét thế chả? Chú ơi, liệu có lấy lại được Arc Steam không? Cháu buồn thay chú luôn á. Mất thì thôi em, không sao cả. Không có gì phải buồn cả. Cái huynh đệ tranh tài mai tôi đăng lại các bạn nhé. Mấy hôm nữa đi. Không biết là anh có muốn đổi nhận diện thương hiệu hay không. Tìm thấy phông chữ cũ, nếu như không tìm thấy em có thể... Ủi bạn ơi, bạn lại nhiệt tình thế. Đây, cái logo cũ trông nó như này nhá các bạn. Thường thường là các bạn sẽ nhìn quen với cả logo bé đúng không? Nhưng mà đây thực sự cái logo to nó là như này này. Cái logo của cái kênh CS, của cái kênh này các bạn đang xem. Đây, nó là logo này. Đấy, đây là cái logo cũ đấy các bạn ạ. Đấy. Trông nó khác đéo gì nhau đâu nhở. Khó tính thực sự. Ê các bạn vẫn bảo đổi. Y hệt như nhau luôn. Sao lại không phải? Nó y hệt, nó là cái cũ đấy. Trời ơi, các bạn còn quên mẹ cái cũ như nào rồi. Cái gì đây? Missy Pot. Mẹ thằng nào bán pot thì mẹ cứ để tên Missy Pot đấy. Mẹ mày lại tài xỉu à? À, clip của anh Dũng tôi xem rồi. Gì đây? Mẹ đáng yêu vậy mày. Cú te vậy mày. Bú, cảm ơn Quang. Bú, cảm ơn bạn nhiều. Đẹp không anh? Đẹp quá em ơi. Chia sẻ về ngày mà mình top 1 đi anh trai. Thôi, tao quên mẹ rồi mày ạ. Hôm mà cuối tháng 3 tao còn nhớ đấy. Sau vụ mùng 2 tháng 4 này tao quên mẹ hết luôn rồi. Đầu óc nó mụ mị rồi mày ạ. Anh nghĩ sao về Misi chung tay bảo vệ môi trường? À, có đơn vị làm rồi. Bên mình tập trung vào xây trường đi bạn ơi. Làm một việc thôi. Làm lúc mấy việc cứ kham đâu cho hết được. Một củ màu gì ấy nhỉ? Màu hồng à? Đấy. Đi một củ màu hồng. Nhìn này. Lúc nãy còn thấy 1 triệu. Đầu buổi livestream thấy 1 triệu. Bây giờ lên 8 triệu rồi. Hôm nay thật nhiều donate. Thật tuyệt vời. 1 triệu. Ơi, Mr. Sân Hoàn á. Chúc mừng em lấy lại kênh, lúc nào nâng cấp xe anh free cho nhà. À, anh Hoàn. Em biết anh. Anh ở bên Mercedes. Thỉnh thoảng em xem clip của anh. Chúc mừng em đã lấy lại được kênh. Em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh trai. Em nghèo chết mẹ ra làm sao em nâng cấp kênh được. À nhầm, nâng cấp xe được hả anh? Nói chứ em đi xe bao nhiêu năm nay nó quen rồi anh ạ. Kiểu cũng không có tiền đổi ý anh, kiểu thế. Em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nhiều. Hôm nào có dịp vào Sài Gòn hy vọng được gặp anh. Em xem clip anh khá là nhiều rồi. Cảm ơn đại nha các bạn nhiều. Anh có re-up lại cờ nấu o nấu lady tập 2 không anh? Chắc là có đấy em ạ. Sắp tới nhá. Ô kìa, con mèo trông đĩ vậy. Ừ, có nốt ruồi giống tôi thế nhở. Cộng một respect anh Độ Misi ơi. Ôi fan tôi. Bạn nào trong bộ tộc ấy nhỉ? Có trong bộ tộc không nhỉ? Cảm ơn Huy Bin nhá, cảm ơn Danh Nguyễn nhá, các bạn nhiều.
Đây ở Hà Nội ở đâu đấy? Ở đây ở Hà Nội à? An tôi đấy. Úi dồi ôi. Phải anh độ thật không nhỉ? Ô, chuẩn luôn này, tích xanh đàng hoàng này. Xem có việc gì nhỉ? Cứu anh bị hack mất kênh YouTube rồi. Anh vào đường cùng rồi, bọn nó đòi 5 tỷ mà anh xoay mãi được 500 triệu thôi. Thế anh chuyển tiền qua cho em đi. Anh cứ bình tĩnh, có em ở đây rồi. Cay đéo chịu được. Không xem đấy vui đấy, nhưng mà bên này xem YouTube của ban tôi đấy, không được. Anh Đậu ơi, em nghĩ anh nên rút hết tiền trong tất cả tài khoản ngân hàng đi rồi hẵng đi Thái. Mình không biết chúng nó lấy được những gì nên cẩn thận trước anh ạ. Nó hack được cam thì là nhiều thứ khác nó hack mà anh không biết. Em ơi, tài khoản làm đéo có tiền. Tài khoản có tiền mẹ mà được đồng nào anh tiêu cụ hết đồng đấy rồi. Sống lay lắt khổ bỏ mẹ đi. Đây, số tiền mặt còn lại duy nhất của tôi. Các bạn biết đóng vào bao nhiêu tiền không? Đóng vào chắc được khoảng... bốn năm lốp. Hết. Kinh hãi nhất với những người làm nội dung là một ngày tài khoản mình bị hack. Siêu ác mộng với những người làm nội dung là bị hack kênh hai lần trong chưa đầy một ngày. Anh Hoàng. Anh Hoàng ấy, anh Hoàn nhỉ? Anh Hoàng chứ. Anh Hoàng, anh da nâu của VTV. Sáng hôm đấy tôi không ngủ được. Lúc ấy tôi vừa bị mất kênh YouTube. Thế là tôi thấy anh ấy nhắn tin cho tôi, bảo là tình hình như nào hả em? Bảo anh ạ, toang lắm. Bọn này nó tinh vi lắm anh ạ. Nó là tội phạm công nghệ cao đấy anh ạ. Tôi ngồi nói chuyện với anh ấy. Lúc anh ấy, tôi kể cho anh ấy nghe là tại sao tôi bị hack. Anh ấy bảo, ui ly kỳ nhờ. Khi em cho anh xin một bài phỏng vấn làm phóng sự về cái chuyện em mất kênh đấy, bảo thôi anh ơi. Dã man lắm anh ạ. Anh em mình gặp nhau năm 2020 đúng thực sự là một cái duyên rồi. Cái duyên đấy nên dừng lại ở đây. Kinh khủng. Mệt dã man ạ. Nhưng mà nó ác mộng với tôi thật. Chết người. VTV cũng nhanh cơ. Group này nó đang chửi anh ác lắm. Ua, mẹ 360.000 thành viên kìa. Ôi, không sao đâu em ơi. Theo thông tin mật mà anh biết được ấy, sắp tới là mình report được group đấy em ạ. Không sao đâu, mấy cái group này cứ để nó sống đi. Rồi khi nào nó to đi rồi nó bùm một cái nó biến mất. Lúc đấy nó mới cay. Anh đi Vũng Tàu chơi đi anh. Bạn ơi, mình nên làm thêm một cái màn hình nữa bạn ạ. Tầm mày dùng hai màn hình cho nó cơ động làm việc. Bạn ơi, mình hãy mua cốc đến từ Mixi Shop đi bạn. Đừng dùng cốc nhôm nữa bạn. Bạn nghĩ xem có một ngày nào đấy bạn đang uống nước, bạn đặt xuống phát có con ruồi phi thân. Kiểu nó bị, ví dụ con ruồi bị mất kênh YouTube, con ruồi bị mất tài khoản Steam, nó đường cùng rồi, nó không biết làm gì cả, nó phi ở cốc nước của bạn. Thì bạn nghĩ lúc ấy bạn có thấy cay không? Bây giờ thao tác của bạn sẽ là bạn phải tức giận, bạn đập bàn, xong bạn cầm cốc nước đi, bạn đi đổ, xong bạn phải đi lấy một cốc nước mới. Chưa kể bạn còn phải rửa cốc. Thế tại sao bạn không mua ngay cho mình một cái cốc đến từ Mixi Shop, có nắp đậy, có vòi mút? Thế có phải hợp lý hết không bạn? Ủa xoài á? Chết người đấy. Sao tầm này lại xoài bạn? À, con chào chú Độ ạ. Con chúc chú Độ một buổi tối vui vẻ. Tiện cho con hỏi là chú có thể đăng lại video huynh đệ tranh tài được không ạ? Con cảm ơn. Rồi nha, đêm nay chú sẽ đăng lại nhá. Ok nhá. Một độ Mixi bằng 2.500 đô. À, tôi cũng đắt phết chứ nhở. Chú có nhớ 11 chú heo hôm 2 tháng 4 không chú? Gọi điện xong nó lòi ra thêm 2 bé nữa. Wow. Đáng yêu thực sự. Ai à? Hí anh Độ, do nhiều thời gian rảnh nên là hôm nay em có vài bức ảnh vịt tặng anh. Không đẹp như các thumbnail khác vì tay nghề chưa tới. Cảm ơn anh vì nhiều lần ra video vịt ngay giờ bọn em ăn cơm. Yêu anh.
Cũng có chuyện anh mất ắc Steam sẽ lấy lại được và ổn hết anh nhé. Nhìn anh mấy ngày hôm nay cũng buồn lây, mất ăn mất ngủ, cố lên anh nhé. Bọn em ở đây cùng anh, cứ tích cực như những gì anh làm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. For me see with love. Ôi, một lời động viên thật là đáng yêu. Cute đấy bạn ạ, tôi sẽ duyệt lời động viên này của bạn nhé. À, mẹ đeo găng tay cho mèo ạ. Ừ, sâu gióm sợ thế. Anh còn nhớ cái bình này không? Em cũng là già tộc trong group rồi. Xem già tộc vào group năm bao nhiêu ấy nhở? Ây à, fan 2017. Mẹ, mà ông phải fan đời đầu ấy. Được cái chứ. Anh định tặng em một cái cốc mới luôn đấy. Nhưng mà tự nhiên bây giờ anh mà tặng em một cái cốc mới để thay vào cái cốc cũ này thì sẽ có nhiều bạn lại bảo là sẽ có nhiều bạn post ảnh lên kiểu cốc nó còn xước hơn như này cơ, thì anh không tặng hết được. Thôi nhá, tải nhá. Cảm ơn em nhiều. Cốc để anh thấy vẫn còn dùng tốt đấy. Mình cứ dùng cốc vào đi em ạ, không phải mua cốc mới đâu. Làm con tôm cho vui. Cái gì này? Mất nick thì ở đây anh Độ Messi còn nói ở đây. Đấy, thì tôi hỏi anh Độ Messi, anh Độ tải gì mất nick đó ạ? Thì anh Độ bảo tao không ích. Đấy, nên bị lừa nhím ạ. Đấy, mong anh đấy, tôi còn chúc anh Độ Messi mong anh Độ Messi sớm lấy lại được nick. Đấy, xong rồi bạn Bô thì lại bảo anh Độ tải gì thế ạ? Thì anh Độ lại bảo là anh tải hack để leo rank mà DM phải trả tiền rồi vẫn mua phải. Bạn có virus. Tôi bảo là em biết rồi nha Độ. Hình như chắc là không ai để ý nha. Ôi vãi cả Linh ra tên. Mẹ à. Ôi bây giờ tôi rất tôi để ý ấy. Thằng này bây giờ là bạn ship già luôn mà. Oh shit man. Ship già còn hơn tuổi tôi. Mẹ tôi khi phải gọi nó là anh. Cho người xem lưng à. Anh để ý gì bạn? Thật đấy mọi người. Mọi người lúc này là đang chỉ nghĩ đến anh Độ Messi thôi. Ôi vãi cả bìu ạ. Anh còn cái nắp nào dư không ạ? Bạn ơi, bong cái sơn bên ngoài nó đã là quá đáng lắm rồi. Bạn lại bong luôn cả cái lớp tráng kim loại của nó đi. Bạn xứng đáng nhận được một cái cốc mới này. Fan năm bao nhiêu đây? Ui, fan năm 2018. Ông này là fan cứng lắm này. Nhưng mà em ạ, nếu như anh tặng cái cốc là có nhiều bạn lại chụp ảnh cái cốc lên đấy. Nên là thôi anh thấy cái cốc này dùng vẫn tốt. Mình vẫn dùng được em ạ. Ok em nhá. Nắp thừa thì hơi khó đấy. Để hôm nào anh xem anh sang kho xem có cái nắp thừa nào không anh gửi cho nhá. Nguyễn Thế Nhân à? Nhân nhá, Thế nhá. Em có một thắc mắc là Quang Linh Vlog cũng bị hack như anh Độ thì Quang Linh Vlog cũng muốn chơi Wukong à? Tôi không quen Quang Linh Vlog không, rồi tôi gọi điện cho các bạn là xem ngay để tôi hỏi tình hình nhưng mà tôi không quen. Tôi Quang Linh Vlog chưa chat với nhau, chưa nhắn tin với nhau bao giờ cả. Ê mày khó. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là chắc là bạn Quang Linh Vlog này chắc là cũng dính quả mẹ mà hợp đồng tài trợ gì đấy rồi. Tôi nghĩ thế, loanh quanh nó chỉ thế thôi chứ. Tầm này mẹ chúng nó đang chen bạn ạ. Chen đi lừa hợp đồng quảng cáo, mọc lên như nấm ấy. Sợ lắm. Em tặng anh một ạc Google Driver 100T anh nhận khu mạ. À khum, hiện tại thì anh đang dùng 10T, chưa hết. Anh mới dùng được 7 phẩy mấy T thôi. Khi nào anh hết 10T này rồi thì mình tính tiếp em nhé. Độ Misi mất kênh 7,3 triệu sub và kênh mới của tôi. À, đâu, kênh tên là gì đây? Gửi phát chết luôn. Mẹ à, mày làm clip mày thương tao cái được không? Kênh tên là gì? Mẹ à, đéo tua lại được nhỉ? Kênh tên là gì đây? Misi Gaming 89. Ái à, mẹ nó lấy đúng cái tên cũ của mình, Misi Gaming 89 luôn ạ. Thằng này giỏi nhờ.
Ờ, nó bay mẹ rồi. Nó bay mẹ rồi. Tại vì tôi nhớ là hôm đấy tôi đập mấy kênh cơ. Tôi cứ ngồi tôi lên thấy cái nào đang live stream mẹ, tôi đập hết mà. Qua đã nói rồi, bọn live stream nó cũng dở hơi cơ. Live mẹ vịt lên có phải đông người xem trông nó real hơn không? Live toàn live mấy cái game đéo gì, ỉa đùn đáy sầm vãi cứt, trông tụt view đéo chịu được. Ui, cảm ơn bạn từ Bolton nhé, cảm ơn bạn nhiều, thank you bạn. Flex cho anh Độ mấy con vật nuôi em. À, mấy con vật nuôi của em. Anh ơi, 10 ngày nữa em đi học nước ngoài mà em chưa mua được cốc sinh yêu của anh thì có quá đám nói không, nếu như... Ui ôi, khiếp bạn này xinh thế. Chết rồi. Ui ôi. Chết người đấy. Này tự nhiên này, anh tặng cốc cho em thì nó hơi phân biệt đối xử, cũng hơi khó cho anh. Nhưng mà thôi em ạ, cốc thì tháng nữa có đợt cốc mới, lúc đấy em nhờ người nhà mua hộ nhá. Tôi có đọc được những cái comment cũng như là những cái bình luận trái chiều đều bảo tôi là thủ phạm, nhưng mà thực sự là không phải tôi. Khi biết tin của anh Độ Mixi tôi rất là buồn, và tôi cũng có hỏi thăm anh Độ Mixi, và tôi biết được cái lý do là anh Độ Mixi có bấm nhầm vào, à không phải bấm nhầm, anh Độ có đăng nhập vào, à không, cũng không phải đăng nhập, anh Độ có tải cái tệp nào đấy của một cái mạng sai lầm. Tôi một ngày nào đấy, thằng Nhím, thằng Khôi, thằng Quang, chúng nó mất một cái gì đấy, tôi sẽ quay với clip lên, tôi chôn lại chúng nó. Cú hay là cứt. Đầu năm anh Độ mới xem bói về năm 2024, đúng thật anh nhỉ? Thì cũng đúng em ơi, nhưng mà đừng tin vào bói toán cá em. Nó là do mình thôi. Ví dụ như là ra đường mẹ mình dở hơi, có thằng nào phi xe bốp phát vào thì đấy là, đấy là do số. Còn đây là tôi đào cái file trên mạng về, xong đấy là tôi tự chịu thì đấy là tôi ngu. Làm sao mà có đổi tại xem bói tại số được bạn? Không thực tế. Từ điện thoại xe bạn bè đăng ký kênh cho anh Độ. Ôi tuyệt vời quá em ơi, anh cảm ơn nhé. Úi à, đẹp. Chú vui lên. Cháu Kiên Nghệ An mời chú về quê bác. Cháu nhờ. Ê, chú có một cái ảnh từ hồi chú còn bé tí. Sơ Vin chụp ở cái quảng trường Vinh này này. Vinh Nghệ An đúng không nhỉ? Ừ đúng rồi. Chụp ở đúng chỗ này luôn này. Chú bây giờ mà tìm lại là có đấy. Đỉnh luôn. Mấy giờ rồi? Ui, mẹ 12 giờ kém rồi. Ôi chuyển sới nhỉ? Xem nay đông vui không, sang chơi vịt tí nhỉ? Đợi tí, đợi tí, đợi tí, đợi tí. Shrek phát thêm nào. À, trông được cái chứ. Ui, đang hát hò hay sao? Ờ, được rồi, ok. Rồi, sang bên kia rủ anh em chơi vịt tí đi. Các bạn ạ, stream nốt ngày hôm nay mặc dù vẫn đang có rất nhiều biến cố xảy ra, nhưng mà ngày mai tôi đi Thái Lan rồi, và tận mùng 8 tôi mới về cơ. Tính từ Tết đến bây giờ thì chưa lần nào tôi nghỉ một cái đợt mà nó dài như thế này. Nó phải rơi đến đâu đấy khoảng 3 ngày cơ. Tôi biết là nỗi nhớ của các bạn nó sẽ trào dâng. Tôi biết được là tôi sẽ nhớ những cái buổi live stream, nhớ những cái donate, nhớ những cái chat cũng như cái icon của các bạn. Nhưng mà... À lại xem mèo à? Quên mẹ, ở xem mèo à? À thôi, mẹ mèo đéo nữa. Thôi để đi Thái về xem thể đi nhá. Cảm ơn Trường nhá, cảm ơn bạn nhiều. Đi Thái xem thể, hứa cả các bạn luôn nhá. Đợi con mèo nó lớn thêm một tí nữa ra xem thì nó xinh hơn đấy. Ôi, giải tán đây. Bạn nào xem tiếp được coi đi bộ TV mình xin cho mẹ. Chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Tối thứ hai gặp lại, bye bye. Không nhắc sớm đi, đến lúc người ta chuyển cảnh rồi, đến lúc người ta bật nhạc chia tay rồi mới spam anh ơi xem mèo. Rút kinh nghiệm sâu sắc nhá, lần sau phải báo sớm đi. Chó mèo nên nó cũng phải đặt lịch lên để nấu chuột.
Rồi, thứ hai xem. Hôm trước tôi quay bằng cái điện thoại trông nó hơi tèo. Để thứ hai tôi lấy mẹ một con A7S3 cộng với cả con len mẹ xịn sò nhất của tôi, con 24GM mẹ 1.4. Tôi quay cho các bạn những cái thước phim đẹp nhất về con mèo. Các bạn mãn nhãn luôn. Có phải bùng nổ không? Con mèo là chính ra là nó là debut. Nó là bắt đầu mới ra mắt công chúng. Lúc ấy hình ảnh nó phải đẹp. Thế nhá.